Kính chào quý vị và các bạn, ngày hôm nay thứ Sáu ngày 8 tháng 1 năm 2021. Kính mời các bạn xem bản tin Sử Vũ Huy Hoàng mà thiếu Hồ Thị Kim Thoa, điểm báo thất bại cho ông Nguyễn Phú Trọng. Vào sáng ngày 7 tháng 1 năm 2021, Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội đã mở phiên tòa xét xử sơ thẩm nguyên Bộ trưởng Bộ Công Thương Vũ Huy Hoàng cùng 9 đồng phạm liên quan đến sai phạm ở khu đất tại số 2, 4 và 6, Hai Bà Trưng, phường Bến Nghé, quận 1, thành phố Hồ Chí Minh. Vào hồi tháng 7 năm 2020, Bộ Công an đã cho bắt Vũ Huy Hoàng, sau đó là cho truy nã Hồ Thị Kim Thoa, nhưng cuối cùng không bắt được. Giờ đành đưa ông Vũ Huy Hoàng ra trước vành móng ngựa mà thiếu người đồng phạm quan trọng nhất của ông ta. Bởi xử Vũ Huy Hoàng mà thiếu Hồ Thị Kim Thoa thì có thể chứng cứ buộc tội sẽ không thuyết phục được, hoặc không loại trừ những bị cáo cứ đổ tội cho bà Thoa hòng chạy tội cho mình. Đây là hình ảnh ông Vũ Huy Hoàng và luật sư tại sân phiên tòa. Theo ghi nhận, ngay từ sáng sớm, an ninh điều tra được thắt chặt nghiêm ngặt. Người tham dự phiên tòa phải xuất trình giấy tờ liên quan và đeo khẩu trang phòng chống COVID-19. Khoảng 8 giờ sáng cùng ngày, ông Vũ Huy Hoàng cùng luật sư của mình đến Tòa án Nhân dân thành phố Hà Nội để tham dự phiên tòa. Tới tòa, ông Hoàng đeo khẩu trang, mặc áo màu xám và quần nâu. Cùng hầu tòa với bị cáo Vũ Huy Hoàng còn có 9 bị cáo đồng phạm bao gồm Phan Chí Dũng, sinh năm 1957, nguyên Vụ trưởng Vụ Công nghiệp nhẹ, Bộ Công Thương; Nguyễn Hữu Tín, sinh năm 1957, nguyên Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Lâm Nguyên Khôi, sinh năm 1955, nguyên Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh; Đào Anh Kiệt, sinh năm 1957, nguyên Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường thành phố Hồ Chí Minh; Lê Văn Thanh, sinh năm 1962, nguyên Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh; Lê Quang Minh, sinh năm 1957, nguyên Trưởng phòng Phát triển Hạ tầng Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh, cùng 3 bị cáo khác. Thông tin cho thấy đây là một phiên tòa hết sức vội vã ngay trước thềm của đại hội lần thứ 13. Bị cáo buộc chuyển quyền sở hữu sử dụng khu đất 6.080m2 tại số 246 Hai Bà Trưng tại Sài Gòn gây thiệt hại hơn 2.713 tỷ đồng. Gây thiệt hại cho nhà nước khoản tiền rất lớn như thế, nhưng ông Nguyễn Phú Trọng lại đưa ông cựu Bộ trưởng Vũ Huy Hoàng ra xét xử một cách vội vã thì làm sao có thể buộc đúng người đúng tội cho được. Vấn đề này có gì đó không ổn. Vội vã dễ gây nên hiện tượng đổ tội cho người không có mặt để chạy tội, nhưng tại sao ông Trọng lại vội làm như vậy? Và làm như thế để làm gì? Lẽ ra ông Nguyễn Phú Trọng cần chờ thêm thời gian để xử, nhưng tại sao lại vẫn xử sớm đến như vậy? Có thể trả lời ngắn gọn rằng ông Nguyễn Phú Trọng xử sớm vì có thể ông không thể chờ thêm được nữa. Thời gian cấp bách, và theo bản cáo trạng, ông Vũ Huy Hoàng và bị cáo Phan Chí Dũng bị truy tố về tội vi phạm quy định về quản lý sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí tại Điều 217-19 Bộ Luật Hình sự năm 2015. 8 bị cáo còn lại bị truy tố về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai, Điều 229 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Tham gia bảo chữa là một lực lượng luật sư hùng hậu, với hơn 30 luật sư đăng ký tham gia bảo vệ quyền lợi và lợi ích hợp pháp cho 10 bị cáo trong vụ án này. Trong đó có 3 luật sư bảo chữa cho bị cáo Vũ Huy Hoàng, 2 luật sư bảo chữa cho bị cáo Nguyễn Hữu Tín và 5 luật sư bảo chữa cho bị cáo Lê Quang Minh. Cùng xuất hiện với 10 bị cáo còn có 17 người liên quan, người có quyền lợi và nghĩa vụ quan trọng, 3 giám định viên, đại diện Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự ở Trung ương, đại diện Bộ Công Thương cũng được triệu tập tới phiên tòa với tư cách là nguyên đơn dân sự. Đây là hình ảnh ông Vũ Huy Hoàng và các bị cáo khác trước hội đồng xét xử. Tại phần thủ tục trước phiên tòa, thư ký phiên tòa thông báo, tại phiên tòa hôm nay, các bị cáo Nguyễn Hữu Tín, Lê Thanh Trương, sinh năm 1979, nguyên Trưởng phòng Đô thị, Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, và Lê Văn Thanh, sinh năm 1962, nguyên Phó Chánh án Phòng Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh vắng mặt. Bên cạnh đó, những người nghĩa vụ liên quan là Phan Văn Tuất, nguyên Chủ tịch Sabeco, và Vũ Thanh Hà, nguyên Chủ tịch Hội đồng Quản trị Sabeco; Phạm Thị Hồng Hạnh, nguyên Tổng giám đốc Sabeco; Lê Đình Xanh, nguyên Phó Tổng giám đốc Sabeco; Nguyễn Minh An, nguyên Phó Tổng giám đốc Sabeco, và một số người khác được triệu tập nhưng vắng mặt. Và cho tới thời điểm này thì bà Hồ Thị Kim Thoa vẫn thách thức ông Nguyễn Phú Trọng. Nếu có Hồ Thị Kim Thoa thì chắc chắn với vai trò Bộ trưởng, ông Vũ Huy Hoàng sẽ bị quy kết tội nặng nhất. Với sự có mặt của bà Hồ Thị Kim Thoa, hứa hẹn nhiều tình tiết mới của vụ án được khai thác. Tuy nhiên, thiếu bà Thoa thì hầu hết mọi người đều dự đoán rằng
ông Vũ Huy Hoàng sẽ đổ lỗi cho bà để chạy tội. Ông Nguyễn Phú Trọng biết điều đó, nhưng tại sao ông không đợi bắt bà Thoa về để xử luôn một thể mà ông lại cho xử vội vã vụ án vội vàng đến như vậy? Theo một số ý kiến trên cộng đồng mạng thì người ta cho rằng sở dĩ ông Nguyễn Phú Trọng vội vã như vậy vì ông ta không dám chắc đại hội 13 này ông có được tái cử nữa hay không. Nếu không tái cử, sự nghiệp đốt lò của ông dở dang, vì vậy mà hiện nay có bao nhiêu vụ án ông đem ra cho xử gần hết. Tới ngày 7 tháng 12, bực tức vì có đến 5 tháng ròng rã mà Bộ trưởng Công an Tô Lâm vẫn chưa bắt được bà Hồ Thị Kim Thoa, ông Nguyễn Phú Trọng đã ép ông Tô Lâm phải áp lực hơn nữa. Khi đó, ông Tô Lâm dùng đủ chiêu để bắt cho được bà Thoa, nào là dụ dỗ người nhà thuyết phục bà Thoa ra đầu thú, nào là kêu gọi bà Thoa ra đầu thú để hưởng khoan hồng, nào là tung hỏa mù truy nã quốc tế, nhưng bà Thoa vẫn bật vào âm tín. Có thể nói ông Trọng đã dùng hết cách và Bộ Công an đã dở đủ chiêu nhưng vẫn không làm gì được bà Thoa. Mà lần này, một lần nữa, Bộ Công an cũng không thể dám sang Pháp để bắt cóc như trường hợp ông Trịnh Xuân Thanh trước đó. Đây là hình ảnh bà Hồ Thị Kim Thoa, người đăng, thách thức sự kiên nhẫn của ông Nguyễn Phú Trọng. Thậm chí Bộ Công an còn phối hợp với Bộ Ngoại giao Việt Nam để hợp tác chặt chẽ truy bắt dẫn độ bà Hồ Thị Kim Thoa về Việt Nam. Tuy nhiên, trên trang web của Interpol, tính đến ngày 8 tháng 12 vẫn không có tên bà Hồ Thị Kim Thoa trong hơn 62.000 lệnh truy nã đỏ được ban hành có hiệu lực. Trong số 62 người quốc tịch Việt Nam bị truy nã quốc tế chưa có tên bà Thoa. Như vậy là ông Trọng chỉ dọa thôi chứ chưa làm thật. Và có lẽ vì thời gian quá gấp mà muốn bắt qua thông lệ của Interpol thì thủ tục dẫn độ rất phức tạp, chưa nói là khó khả thi với nền pháp quyền của Việt Nam không độc lập. Bà Thoa vốn là một nhân danh doanh nhân có tiếng, đồng thời là một chính trị gia có cỡ, bà đâu có dễ bị dụ như ông nghĩ. Và lại cũng đủ thông minh để không bị đạp lên vết xe đổ của ông Trịnh Xuân Thanh để rồi phải hối hận vì bị bắt cóc đưa về tự thú. Nói chung, bà Thoa đang đấu trí với ông Nguyễn Phú Trọng cho thấy ông Trọng đang bất lực. Và dấu hiệu thất bại đối với ông Nguyễn Phú Trọng trước đại hội vội vã là chắc chắn con người ấy không đủ tự tin. Và việc xét xử vội vã những vụ án chưa hoàn tất hồ sơ cho thấy ông Trọng đang đốt lò vội vã để chạy lũ. Có lẽ ông ta phải bình tĩnh tìm ra những thanh củi lớn để gom lại đủ bộ mà đốt cho lò cháy mạnh. Thế nhưng quanh ông toàn thiếu củi nên ông phải cua những thanh củi nào có trong kho đem ra rồi đốt tạm. Và nếu ông Nguyễn Phú Trọng đủ tự tin ngồi lại nhiệm kỳ nữa thì ông vội vã làm gì cơ chứ? Phải chăng có phải thế lực nào đó mà người dân chỉ thấy triệu chứng biểu hiện bên ngoài chứ không thể nhìn thấu đáo ở bên trong vì tin tức về dân sự đại hội đảng thuộc diện bí mật quốc gia và khó lột ra ngoài? Tuy nhiên với hành động vội vã đốt lò như vậy thì ông Nguyễn Phú Trọng rất khó khả năng không ở lại. Đây là hình ảnh chỉ dấu thất bại đốt lò của Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng có hai đặc điểm nổi bật mà không biết gọi là ưu điểm hay là khuyết điểm. Thứ nhất là ông rất tham quyền cố vị. Thứ nhì là ông rất muốn được lưu danh sách cùng với các bậc lãnh đạo cộng sản thế hệ đầu. Nói về tham vọng quyền lực thì đã làm chính trị thì ai cũng có, nhưng mức độ tham vọng của ông Trọng là bất chấp. Việc ông Trần Đại Quang chết để lại ghế, nếu ông nhường cho người khác ngồi thì ông đã tránh tai tiếng hại đồng chí đoạt ghế rồi. Thế nhưng ông vẫn cố giành cho được. Thứ nhì là ông đang nỗ lực đốt lò mạnh mẽ, mặc dù có nhiều thanh củi gộc đã làm ông bất lực. Nói về khuyết điểm tham nhũng thì cho tới nay người ta chưa thấy có bằng chứng thuyết phục về tham nhũng và có thể là ông quá khéo léo để giấu giếm điều này. Với thành tích đó, ít nhiều ông Nguyễn Phú Trọng cũng rất tự tin trước các quan chức bậc cấp dưới. Với ông Đinh La Thăng, Vũ Huy Hoàng, Tất Thành Cang, ông ra tay là dẹp được. Nhưng với một người phụ nữ cấp dưới của Vũ Huy Hoàng mà đã làm ông bất lực phải xử non vụ án Vũ Huy Hoàng, đây là một chỉ dấu của sự thất bại của ông Nguyễn Phú Trọng. Và những ai sẽ nhẹ nhõm khi ông Nguyễn Phú Trọng thất bại tại đại hội 13 lần này, câu hỏi cũng được đặt ra. Hiện nay cuộc chiến tay ba giữa ông Nguyễn Phú Trọng, Trần Quốc Vượng và Nguyễn Xuân Phúc đang đến hồi gây cấn. Nếu ông Vượng hay ông Phúc mà ngồi vào ghế tổng bí thư thì rõ ràng lò mà ông Trọng đang đốt trong nhiều năm qua sẽ nguội lạnh. Cách đây mấy ngày, ông Trần Quốc Vượng đã lên báo thể hiện khả năng điều hành hội họp của ông trước thềm trận quyết chiến. Ông Nguyễn Xuân Phúc thì vẫn chưa có hoạt động gì nổi trội, còn ông Nguyễn Phú Trọng thì đang bận hối thúc tòa án giải quyết những bản án tham nhũng để ông giải quyết một số củi to trong kho. Như vậy, so sánh bề ngoài giữa ba người thì thấy ông Nguyễn Phú Trọng là bận bịu nhất. Những vụ án còn thiếu nhân chứng, hồ sơ còn đang dang dở khá nhiều. Trong tình huống này đem ra xử thì khác nào tạo điều kiện cho những bị cáo trốn tội.
đó là thất bại. Nó không thể nào tác động lên tâm lý của ông được. Vậy câu hỏi đặt ra thì ai sẽ là người được hưởng lợi khi ông Nguyễn Phú Trọng kết thúc sự nghiệp chính trị của mình? Câu trả lời là Lê Thanh Hải và Hoàng Trung Hải, và kế đến là Lê Hoàng Quân, Nguyễn Văn Đua và Nguyễn Văn Bình. Còn Nguyễn Tấn Dũng là kẻ bất khả xâm phạm nên không nói làm gì. Đây là hình ảnh Hoàng Trung Hải, một trong 5 người được hưởng lợi nếu ông Nguyễn Phú Trọng thất bại. Có lẽ cuộc đấu đá khốc liệt ở đại hội lần 13 lần này không ai mong ông Nguyễn Phú Trọng thất bại bằng 5 nhân vật kể trên. Tuy nhiên, với Hoàng Trung Hải và Nguyễn Văn Bình thì an toàn hơn, vì có những ông như Lê Thanh Hải, Lê Hoàng Quân và Nguyễn Văn Đua rất có thể sẽ bị cánh tay phải của Nguyễn Phú Trọng là Nguyễn Văn Nên xử lý, nên 3 người này vẫn còn chưa hoàn toàn an tâm dù ông Trọng có thất cử. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo .d ngày hôm nay, thứ 6 ngày 8 tháng 1 năm 2021 với bản tin Sử Vũ Huy Hoàng mà thiếu Hồ Thị Kim Thoa, điềm báo thất bại cho Nguyễn Phú Trọng. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo .d để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Trung Khoa, Thời báo .d.